chào cô chú anh chị các bạn. Thì hôm nay là anh em mình sẽ có một cái thông tin, như là trước khi cái thông tin đó thì mình nói hay là mình cho khán giả nghe trước nè. Giờ mình sẽ chia sẻ nhất cái thông tin mà về phía bên gia đình của chị Hiền trước đi. Thì giống như là ở đây thì có nhiều anh em cũng như là bữa giờ thì cũng chưa có cập nhật, thì em muốn cập nhật thì em muốn gửi đến tất cả anh em, xong rồi thì cùng anh em cùng nhau để mà tìm cách để hỗ trợ cho phía bên gia đình. Thì ngày hôm qua thì giống như là người em gái của chị Hiền cũng chia sẻ với lại anh em, thì chút xíu nữa anh em sẽ làm cái lồng cái tin nhắn lên đó để cho quý vị khán giả xem được là cái cuộc trò chuyện của em gái chia sẻ mà cập nhật cái tình hình của chị Hiền hiện tại bây giờ ra sao. Thì đối ngày hôm qua thì chị Hiền kiểu bây giờ là không còn nói được những cái tiếng mà gọi là tiếng cho rằng là tiếng Thiên nữa, nhưng mà chị Hiền bây giờ là nói tiếng Việt bình thường, nhưng nói cái kiểu mà bị cứng họng, cứng họng á quý vị, đó cứng họng. Nên thành ra là bây giờ chị Hiền thì vẫn còn cái thói quen là nằm từ sáng tới chiều đó, không có mà nằm sấp đúng không? Đúng rồi, nằm sấp đi, không có đi đứng gì hết. Và chị Hiền thì hiện tại đang khóc, nhớ, nói là nhớ ông lại đó. Và cái mà gọi là ngày hôm nay á, anh em muốn chia sẻ trong cái clip này á, thì gọi là có hai cái phương án để mà muốn giúp cho gia đình. Nên là thành ra thì anh em chia sẻ clip lên, thì ông bà cô chú anh chị nào mà biết được á thì hãy bình luận đóng góp ý kiến để cho gia đình nó xem được những clip này, thì gia đình sẽ tìm cách để mà biện pháp để hỗ trợ cho chị Hiền sớm bình phục. Thứ nhất là về bên khoa học thì nên là gia đình hãy đưa chị Hiền đi đến bệnh viện để mà khám coi tình hình dây thần kinh hay là về sức khỏe như thế nào. Còn cái vấn đề thứ hai thì về vấn đề mình nói về phần tâm linh, nói về phần mà cho rằng là ông Lợi này sử dụng bùa thuật hay là tà thuật gì đó để mà gọi là dụ dỗ chị Hiền, thì để mà tìm được cái vị cát vị cao tay á để mà mình cũng giải cho chị Hiền sớm bình phục, hòa nhập lấy với lại mọi người. Chứ hiện tại thì bây giờ là cái chị Hiền á thì nằm trong phòng mà cứ nằm từ sáng tới chiều mà nó nằm sấp như vậy, không đi đứng như vậy thì cũng rất là lâu rồi. Nó thì có hai cái phương án, và ngày hôm nay thì khi mà anh em nhận được một cái cuộc gọi cũng có một vị khán giả cho rằng là có người giống tương tự giống như là bị giống như chị Hiền vừa bị, nên là thành ra người ta chữa chị hết, nên người ta muốn chia sẻ, thì anh em sẽ cho quý vị khán giả nghe được cái đoạn ghi âm này rồi cùng nhau mình hỗ trợ cho gia đình nha quý vị. Tại để em mở cái đoạn này lên. Chị biết về cái bệnh của chị Hiền là chị Hiền đó, thì chị khuyên gia đình nó nên tìm cái thầy Hiền, thầy nào mà giỏi nhiều lắm mới giải được cái bệnh của chị ấy. Tại vì em biết không, có những cái bùa thần chú người ta chỉ cho một cần uống một cái ly nước thôi là người ta toàn, người ta ở xa người ta vẫn điều khiển chị Hiền được. Có những người mà người ta chỉ mời em một lần nước thôi, cái đầu là người ta sẽ em, người ta đọc cái thằng chú ở thật là xa, ở bên đây em vẫn đau vẫn nhức vẫn bệnh, còn cái bùa đó là cái bùa thương, bùa điều khiển, em hiểu không? Cái thằng hệ thần kinh của chị Hiền á bây giờ là coi như là chị Hiền thì còn thua đứa bé là 4 tuổi rồi đó. Thì chị nói em khi gia đình đó là nên tìm cái thầy bùa cho giỏi. Bùa này là bùa nặng lắm, bùa bên Thái á, chứ không phải là bùa dữ ở bên đây đâu. Ông này ông liền bùa tới luôn á, cho nên đó, các em đi ở gần ổng cũng phải cẩn thận cái đường đó, ông làm sao làm đừng cho ông vỗ vô cái đầu của mình. Còn ông tạt nước hay tạt cái gì đó cũng vẫn bị luôn, mà không phải nó phát hiện liền, em cảm thấy con người của em đau nhất cũng như là nó chạy ổng liền cái bùa gắn, em hiểu không? Ổng cho em sống là em sống, ổng cho em chết nếu mà em không biết ra là ổng liền là em càng mệt. Nó đau nó nhức sau này nó chạy, thì cái đó chị là chị cũng đang chị cho có một cái người kia là cái đầu là ăn toàn bộ cái đầu hết, linh đăng mà y như cái dấu mình chăm chăm lên là gì đó, là người ta tan nhà nát cửa bỏ hết gia đình luôn. Tài sản là không còn luôn á, cho nên nó là nên em khuyên gia đình người ta đi chữa thì cho chị tiền gấp đi, đừng có để, tại vì ổng đang ở trong đó như vậy ổng đang liền được, ổng ngồi gần em ổng nhảm vài câu là em bị
Ông chỉ cần đâu đó ông là em liền thằng chú rồi chị đi là nhớ ông khóc bỏ nhà đó làm biết không canh là bỏ nhà đi á. Dạ. Tại vì chị có làm mà nói chị biết cho chị nó chia sẻ giùm cho gia đình của chị Hiền đó, bìu này lớn lắm nặng lắm ổng ở xa em vẫn điều khiển được hết á. Dạ. Là nếu mà theo chị là ổng luyện cái đó là ổng luyện cái gì? Bùa rắn nè. À, ghê vậy. Rắn hả? Trời ơi, bùa này mới nghe đó nghe. Một cái con rắn là nó vô con người của em là nó ăn toàn bộ cái thân là con người của em hết. Nếu mà ổng gặp ổng lượng bùa rắn là ổng luyện thêm bùa quỷ nữa. À. Đúng không? Cái bùa đó là quỷ, quỷ trong người nó điều khiển em hết. Thôi nào, thấy ba con năm không nhé. Nó có thể quan hệ với em được luôn. Dạ. Cho nên nó cái đó là nó bấu vào cách tách mình ha, rồi thêm vào bộ phận anh sinh dục với những người nữ, hiểu không? Dạ. Đưa toàn bộ đó phòng hẹn cái mầm thì em coi em kêu cái em đó coi cơ thể con người của mình sao, nếu có cái biểu hiện gì lạ thì nên em đi thật kịp thầy. Dạ. Đừng có đứng gần ổng mà là nguy hiểm, em đi gặp ổng cũng khi rất là nguy hiểm, tại vì cái bùa đó người ta ngồi gần em, người ta đụng vô người em là người ta đưa qua hết. Dạ. Vô vô đầu em là nặng lắm, vô đầu em mới chết, vô đầu là nặng thì hèn chi, cho đập ảnh nữa. Hèn chi giống như là chị nói là cái gì mà mùi gắn gì đó là giống như ổng nằm, ổng với bả nằm không, ổng không ngồi được ha. Đúng rồi là ông có luyện bùa rắn mà bùa đó là bùa rắn nó đưa vô cơ thể của người, nếu mà bùa bùa thương thì nó là như vậy, còn bùa mà hại người là nó ăn toàn bộ cơ thể của người hết, năng vô đầu vô não vô tim vô các cái bộ phận nào mà nó chạy á, nó chạy. Dạ. Đó. Đó là một cái vị khán giả mà cũng chia sẻ xem trên cái clip, thì tối ngày hôm qua thì anh em cũng đã chia sẻ clip lên là giống như là mình cũng muốn mà gọi là mình đưa thông tin lên để cho tất cả ông bà cô chú anh chị nào mà có biết được hay là cái phương pháp gì đó thì để hướng dẫn với gia đình để mà cùng nhau để mà giúp cho chị Hiền để sớm gọi là bình phục cái căn bệnh của chị Hiền. Thứ nhất về bên khoa học là đi bệnh viện đó để xem là cái vấn đề hệ thần kinh của chị Hiền có bị ảnh hưởng gì hay không đó, rồi thứ hai thì phía bên tâm linh thì cũng vậy, nên là có rất là nhiều ông bà cô chú anh chị trên cộng đồng mạng thì đóng góp ý kiến, nói chung là nhiều người bình luận rồi lần là bị bùa ngải gì rất là nhiều đó, thì cái đó thật hư cái câu chuyện mình không biết là có hay là không, nhưng mà thì có nhiều bình luận đóng góp ý kiến thì anh em đưa lên để cho quý vị khán giả xem, và cũng như là thứ hai là người nhà, thứ như bây giờ là có cách là tìm cách nào để cản chị Hiền, giống như là anh em nói là cản chị Hiền lại để đừng cho chị Hiền ngồi thiền. Tại vì á, nếu mà bình thường mà mình ngồi thiền mà ngồi không đúng á, thì nói chung là bên cái phần mà ngồi thiền là mở một cái lưng xa vậy đó. Khi mà mình ngồi thiền không đúng thì cái tâm mình nó sẽ không được tịnh. Mà khi mà tâm mình không tịnh rồi thì dễ phần những cái phần mà gọi là phần khe xấu nó xâm nhập vào cơ thể, nên nó sẽ bị khống chế giống như vậy. Nên là thành ra là anh em cũng muốn chia sẻ đến gia đình và quý vị khán giả. Nên khuyên gia đình là cản chị Hiền, đừng cho chị Hiền ngồi thiền vào ban đêm, và cũng như là xem chừng chị Hiền, tại vì bây giờ là người em của chị Hiền chia sẻ rằng là khi mà chị Hiền luôn luôn là dạo gần đây là khóc, khi mà về nhà là cứ nằm khóc nói là nhớ ổng, nên có khả năng là có thể là nếu mà gia đình sơ hở thì chị Hiền này sẽ bỏ trốn nhà, bỏ nhà đi để mà đi tìm ổng. Mà có một có cái khả năng là khi mà buổi tối chị Hiền nằm ngủ có khi nào chị còn thiền nữa không ta? Có, hiện giờ là về nhà rồi nhưng mà vẫn nằm sấp nguyên ngày, và ban đêm thì lại ngồi thiền. Đó là chính em gái của chị Hiền chia sẻ với anh em vậy. Bây giờ anh em mình phải tìm cách nói với gia đình là cái này cho chị Hiền ngồi thiền nữa. Cái này thì anh xin cắt lời, thì như là mỗi bữa là ổng đến đây anh em mà ổng dẫn anh em mình lên đó, là ổng nói chỉ cần là cái cây mà như là anh em mình ở đâu không biết, ổng cầm cái cây ổng đánh vô trong cái cây đó là mình đau. Như là cái đó là có khả năng là hổm gà anh em mình là cũng, nếu mà sau này nếu mà nó cái sự lây lan có bùa đó là anh em ngắm vô từ từ là có thể là em không biết mấy cái ngày đi quay ở dưới thì em có bị đau ở chỗ này này, không biết là đau dây thần kinh hay do trời lạnh hay không thì mình cũng không thể nào mình mặc định cho nó được. Nói chung là ở đây anh em mình không phải là truyền bá mê tín, đúng rồi, để mà tạo cho cái câu chuyện nó ma mị hơn, nhưng mà vấn đề ở đây thì anh em khi mà trong quá trình mà đến đây quay á thì
anh em nào cũng bị gọi là nói về phần đau nhất thì có, nhưng mà không biết là do anh em mình vận động hay như thế nào thôi. Cái đấy mình chứ... không khẳng định được. Dạ đúng rồi, chứ không phải là mình khẳng định là mình truyền bá mê tín gì ở đây đó. Thì đó là những cái thông tin mà rất là nhiều người khán giả cho rằng là ổng xài bùa thái gì đó. Thì theo anh nghĩ sao anh Trình? Thì bây giờ mình cũng không thể biết được đâu. Có nhiều khán giả gọi điện cho anh cũng nói ông, một là ông xài bùa thái, hai là ông ấy cho chị uống thuốc gọi là thuốc hướng thần. Thì mình cũng chỉ nghe thông tin vậy thôi, nhưng mình không thể khẳng định được. Bây giờ anh em mình phải đi tìm hiểu thôi. Chứ mình đâu thể có thể khẳng định được, mặc định cho ông ấy là ông dùng bùa đâu. Đúng thì không? Bây giờ cái thông tin nè, ví dụ bây giờ anh em mình chỉ là phân tích này chút xíu đi. Ví dụ giờ chị Hiền là cái người con của Việt Nam mình, thì như là hồi lúc trước là cái tiếng mẹ đẻ đó, thì chị đã như là từ lọt lòng chẳng hạn như là cỡ khoảng bé Vi đi, thì là lọt lòng ra là đến cỡ khoảng 5 tuổi 6 tuổi là mình biết nói tiếng Việt rồi đúng không? Như là chị Hiền như là mới đến với ông Lợi này thì chừng có cỡ khoảng vài năm thôi, mà sao chị Hiền lại quên cái tiếng mẹ đẻ, mình không hiểu luôn. Nếu mà thí dụ giờ mình có làm cái đó mình quên đi cái tiếng mẹ đẻ mình á, thì làm sao mình quên được đúng không? Mà đến đây á, là không thấy là nghe cái nói tiếng mẹ đẻ, toàn là nói tiếng gì không à. Như là anh em không biết được, nhầm người. Như là cô chú ở trên cộng đồng mạng á, thì như là người ta cũng như là ở các nước hoặc là ở trong thấy trong nước ngoài nước ta cũng xem là như là cái tiếng đó, nếu mà nói tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Mỹ, tiếng Nga, tiếng Campuchia, tiếng gì đó thì người ta xem người ta cũng biết được. Mà cái này là nói là không biết là cái tiếng gì luôn. À khi mà anh nói vậy thì em có cái suy nghĩ như vậy. Khi ngay từ đầu á, anh em mà mình rất là thắc mắc cái vấn đề ở đây là có thể nào chị cùng phe với lại ông Lợi này để mà gọi là tạo cho cái câu chuyện nó ma mị đi, nó kịch để tính cho đúng không? Thứ nhất là anh em chia sẻ lên tò mò, thứ hai nữa thì sẽ dùng cái đầu vô chỗ mà thần thánh đó để mà người ta lại người ta cung phụng đó. Nhưng mà hiện tại cái thời điểm bây giờ thì chị Hiền đã đi về với gia đình, gọi là nói chuyện bình thường, không còn nói những cái tiếng đó nữa. Thì hiện tại là bây giờ chị Hiền cũng đã được tách ra khỏi ông Lợi rồi đó. Nhưng mà cái vấn đề chị Hiền ở đây nói chuyện vẫn chưa nói được, cứ nói là cứ cứng họng, cứ nói là được cái tiếng còn cứng cứng ha. Đúng rồi, mà nói được chút ít là nguyên một ngày chị không có nói nhiều đó. Thì thành ra là nhưng mà bây giờ khóc luôn luôn, lúc nào cũng nhớ là ông Lợi. Vậy là cái nguyên nhân ra là chỉ có ông Lợi thôi. Em cứ thử nghĩ và xem nha, khi mà không có mặt anh em mình ấy thì chị Hiền nói với ông Lợi bằng những cái tiếng bình thường như này. Đúng rồi, mà cứ khi mà có mặt với anh em mình ấy thì mới nói ra cái giọng tiếng Thiên. Đúng rồi. Thì mình nghĩ chắc ăn là chắc do ông Lợi này nhiều thì cái phần là, nhưng mà không biết ông này, đây là những cái giả thiết mà anh em mình đang phân tích, là vấn đề là ông này ông có sử dụng có cái sự bùa hay là ông ấy cho chị uống thuốc hướng thần hay không. Đúng rồi đó, chỉ có hai nguyên nhân đấy thôi đúng không? Nên là thành ra là bây giờ là anh em chia sẻ lên đây thì cũng như đóng với anh em nhìn được những cái bình luận của khán giả, ông bà cô chú, mà nói chung là mình lên chia sẻ lên đây thì không phải là có một hai người nó, nhưng mà tất cả mọi người đều mà gọi là nhắm vào cái vấn đề về tà thực hay bùa gì đó là nó nhiều nhất. Nên anh em muốn chia sẻ đến gia đình thì thứ nhất là theo khán giả cũng vậy, ông bà cô chú cũng chia sẻ là đừng nên cho chị Hiền là ngồi thiền giống như là vào lúc ban đêm nữa. Nên là phiên đây là lời phiên của dưới gia đình để mà phía bên gia đình tìm cách nào để ngăn cản chị Hiền đó, và cũng như là giúp cho chị Hiền đưa đi đến bệnh viện xem là coi là tình hình của chị Hiền như thế nào đó. Nếu mà bên bệnh viện mà đi ra đó là sức khỏe bình thường, ok, không có gì hết, thần kinh ok hết, thì có khả năng là bên kia. Thì nói chung do hổm gài đó, trên cái comment của ta, mấy anh em mình qua đây thì như là có rất là nhiều comment, thì anh em mình chỉ là thấy cái comment nào mà anh em mình sẽ nói lên. Thì cô chú nào mà có xem được á thì để chỉ dẫn gia đình một cái hướng tốt nhất để điều trị cho chị Hiền, để chỉ còn phải sau này nuôi bé Vi, hoặc là nếu mà anh Lợi thì anh đi trị bệnh hết bệnh đó thì anh sẽ về để hòa nhập với chị Hiền để cùng chung là nuôi ha đứa bé. Thì nói chung do hổm gài á thì cũng có cô chú nói là tại sao anh em vô đây quay ban đêm, thì như là cũng là nghe lời cô chú nói là đi vô đó để tìm hiểu về ban đêm coi nó như thế nào, thì mình cũng dẫn vô như là cái kiến cô chú nói là ở trên đầu giường, để đầu giường thì nên là lấy dẹp đi, thì cũng làm theo những cái gì mà cô chú bảo, mách bảo anh em mình, thì đúng anh rồi. Em mình đều làm tất tần tập hết. Thì nói chung ra là như là nếu mà có hiệu quả hay không á, thì do cái ý chí của chị Hiền nữa.
Và một cái điều nữa là anh em mình biết được cái thông tin gì mới nhất thì anh em mình cũng chia sẻ lên đây để cho bà con cô bác xem mà góp ý vào thêm thôi, chứ không phải là cái vấn đề gì khác. Giống như ngày hôm qua thì anh em có chia sẻ đó là anh em mình ngồi là cảm giác là thấy sau khi mà ông Lợi ông bị bắt á thì anh em mình thấy tội nghiệp. Thì có nhiều khán giả bình luận nói là ông này đáng đời tại sao mà tội nghiệp. Thì đối với anh em mình đó thì thật ra những cái gì ông làm tội ai thì nấy chịu, giống như là ông sẽ làm trái với cái đạo lý cái đồng người, ông dùng tà thực này kia thì cái phước cái quả gì đó ông sẽ có quả báo nhận tiền. Nên là còn với thời điểm hiện tại á, mà ông đi vào trong đó một mình, ông bị bắt vô đó hay là gì đó, nhưng mà từ thời thắc mắc nhất của anh em là thời điểm tới bây giờ là không có nhận được thông tin từ người nhà người thân đó. Nên là anh em cũng muốn là đến đó để gặp, để trực tiếp thể có thể nào là ổng sẽ chia sẻ được cái thông tin gì đó để mình tìm được cái người nhà. Thì có được cái thông tin từ người nhà rồi thì mình sẽ biết được đầu dây mối nhận cái nguồn gốc là ổng bị cái gì và ổng học theo cái đạo gì từ đó. Nên thành ra anh em muốn chia sẻ như vậy để cho quý vị khán giả chia sẻ clip rộng rãi lên, tiếp cận đến được những người thân của ông Lợi. Chứ còn ngoài ra anh em ở đây cũng không phải là tội nghiệp về cái tình người hiện tại. Trong thời điểm hiện tại, ổng cho bây giờ ổng có một người tội phạm giết người gì đi nữa, nhưng mà đến một cái vô cái một cái đường cùng thì mình cũng nghĩ một cái tình người, đúng không anh, mấy anh em đó. Và cái điều đặc biệt ngày hôm nay mà anh em muốn chia sẻ vui nhất là bé Vi được về để mà bên phía bên gia đình ngoại á, thì đang hỗ trợ hồ sơ làm giấy tờ để cho bé nhập học lại. Đó là điều anh em ở đây anh nhất em mình đang mong chờ. Dạ. Còn như là về cái vấn đề anh tiếp thêm lời của ông Nam, như là về vấn đề mà anh Lợi, như là cô chú nói là tại sao anh em mình á là Lợi tội nghiệp ổng mà thấy không? Tại vì do nói chung ra là như là một khi anh Lợi á là ảnh khi nào mà ảnh đối xử với vợ con ảnh thậm tệ đó thì lúc đó là mình sẽ không có tội nghiệp ổng, mà về lý do ổng tốt với vợ, ổng tốt với con. Còn về cái mặt kia thì mình không biết nha, như là cảm nhận của anh em mình thì em thấy ông như là chị Hiền tối ngày cứ ở trong nhà không, rồi bé Vi cũng vậy, ổng đi nấu nước nè, nấu cơm nè, làm đồ ăn tất tần tật luôn. Buổi tối là anh em mình, em nhớ là có một clip anh em mình chia sẻ là lúc đó là có khoảng 7 giờ mấy 8 giờ, hoặc là có clip nó 10 giờ luôn, vô là ổng vẫn làm xong công việc rồi. Là em nhớ cái lúc mà ổng vô là ổng nằm là ổng ngủ luôn đó, em nhớ không? Yeah. Lúc đó thấy ổng rất là mệt mỏi. Nói chung ra là một người đàn ông như là do ổng như là như thế nào mình không biết, như là cảm nhận của ổng á là ổng rất thương vợ thương con. Nếu mà đóng vai trò nha anh em mình, nếu mà mình có gia đình như vậy thì tắt mình đi như vậy á thì như là nhầm khi á là mình bị chết nặng luôn á, đúng không? Đúng. Chứ rồi bây giờ mình đang ở trong gia đình, mình đang ở với vợ với con đang tốt đẹp như vậy, rồi từ bùng một phát cái vợ với con ở nơi, ổng ở nơi nhưng mà bây giờ không có người thân đến mà để hỏi thăm cho ổng nữa. Em xin cắt lời anh đang là cái này bà chị Hiền này đâu phải vợ ông ấy đâu. Không thì bây giờ nói nè, chung nha là vợ ông cũng có nhiều khán giả cũng bình luận, nói chung là anh em làm cái đường nào quý vị khán giả cũng bình luận được, nhưng mà ở đây anh em không có quan tâm vấn đề đó mà cũng muốn chia sẻ với quý vị khán giả rằng là khi mà anh em Nam đến đây á, không phải có nhiều bình luận vô là nó là tại vì tụi bọn mày đến đây mà phá và hạnh phúc gia đình của người ta, nhưng mà thật ra không phải là anh em đến đây phá. Đúng ra ví dụ một cuộc cặp vợ chồng mà sống hạnh phúc đi làm ăn bình thường á, thì anh em sẽ hỗ trợ giúp đỡ lúc mà khó khăn như vậy, càng giúp càng gọi là kêu gọi mọi người giúp đỡ hơn. Nhưng mà ở đây đặc biệt là anh em Nam không kêu gọi giúp đỡ cho hoàn cảnh này, tại vì á, khi mà anh em vào đây á, thì xác minh là thấy nó có đủ thứ chuyện nó xảy ra. Và theo giống như là chị Hiền bây giờ, đối với mọi người bây giờ là cái niềm hạnh phúc vui nhất là chị Hiền đến về với gia đình để mà chữa bệnh, và cũng như là giúp cho ông Lợi hiện tại ông đi sẽ chữa bệnh được cái vấn đề bệnh của ổng. Đúng rồi. Không biết là về thần kinh ổng hay là về ổng sử dụng tà thuật gì đó, nó phải cách ly ra để giúp cho con bé, cái tương lai của con bé nó sáng ngời. Chứ bây giờ cứ đi vô gì và anh nói anh em mình phá hạnh phúc của người khác thì nói chung là bây giờ mọi người bình luận như sau bình luận. Nhưng mà anh em Nam sẽ giúp được cái gì hay là hỗ trợ được cái gì để mà gọi là giúp cho ít hơn cho người ta thì anh em làm. Còn mà mọi người nó cứ lên bình luận nói anh em Nam là phá hạnh phúc thì cái đó thì... Không, nói thẳng ra mọi người nói anh em mình phá hạnh phúc là mọi người nói thẳng ra mọi người sai luôn. Tại vì mọi người biết không, nếu mà gia đình của ông Lợi mà hạnh phúc ấy thì... Bên nhà chị Hiền nếu mà chấp nhận thì đâu có bắt về, đâu có để cho hai bên chia ly đâu, đúng không? Đúng rồi. Còn đây khẳng định ra là ông Lợi với chị Hiền chưa phải là vợ chồng gì,
thì người nhà mới xuống bắt chị Hiền với cả bé Vi về, còn ông Lợi người nhà đâu có đả động gì đâu. Với lại là nếu một cái hạnh phúc mà gọi là gia đình á, thì ông Lợi này ông đang làm sai đi cái đạo lý làm người, làm cha làm mẹ luôn, tại vì ông đang đầu độc đứa nhỏ. Đúng rồi, theo cái cách lối sống của ông nên là cái tương lai của bé Vi sẽ mịt mờ, tại vì bé Vi là con gái luôn. Nếu mà con trai thì nó cũng bình thường, mà con không, gái nó lại con khác. Trai là cũng nguy hiểm em. Ngay... tại vì phụ nữ á, thì đôi lúc á, thì như là có giữ đi chăng cỡ nào chăng nữa thì cũng không bằng một người nam. Và cái điều mà nói chung là cái điều ác nhất của ông Lợi thì ngay từ đầu mọi người xem trên kênh của em ấy, là em có quay clip đầu tiên ấy, em cũng đã khuyên bảo với ông Lợi là thôi thì chú ráng đi kiếm một công an việc làm nào đó để có tiền rồi để cho bé Vi đi học. Thì em vừa mới nói chia sẻ cho trước mặt ông Lợi thấy là ông Lợi đã đuổi thẳng em ra, mà ông còn bảo nếu anh nói vậy thì anh cúp video anh đi ra khỏi ngoài. Thì mọi người nghĩ sao một con người mà là cha như vậy mà giam cầm cái bé như vậy không cho con học hành, thì mọi người có nghĩ là thương hay là ác, đúng không? Thì nói chung ra như là cái tuổi nhỏ đó thì ai cũng cho như là bé, như là bây giờ nổi anh em mình vô đây thôi, như là những cái đứa trẻ khác là em thấy như là chiều có ba mẹ chở đi chơi hoặc là ba mẹ đi làm thì mấy bé cũng có những người bạn ở lân cận người ta đi chơi. Còn riêng bé Vi là anh em mình không tới, là bé không có chơi được anh em mình mà đâu. Chơi một mình thôi. Như là lủi thủi cỡ khoảng 5 giờ sáng, 5 giờ chiều là bé đi vòng cánh đồng cái gừng này nè, là em thấy là thấy xót không? Chơi có một mình thôi mà như là bé không có biết bất cứ gì hết, anh em mình hỏi ăn cái gì cứ táo đè táo không. Đó. Đó thì mà cơm là cũng ít nấu luôn. Ăn toàn là ăn cái gì trái cây rồi không mà không ăn cơm. Ngày hôm nay thì anh em sẽ cập nhật sơ bộ về cái thông tin về phía bên gia đình của chị Hiền, và cũng như là ngày bữa nay thì ngày mùng một tây đúng không, là sau khi mà cái ngày lễ này qua thì sẽ có kết quả bên của bên chỗ mà trung tâm bảo trợ người già neo đơn, thì trong lúc đó thì anh em Nam sẽ cập nhật cái thông tin mà gọi là đến chỗ đó để mà chia sẻ coi là có gặp được ông Lợi hay không, và cũng như là tìm cách để mà liên lạc đến gia đình người thân của ông Lợi xem là mình sẽ khi mà gặp được người thân rồi á thì mình sẽ biết được cái đầu đuôi câu chuyện của ông Lợi, ông sẽ bỏ nhà đi đâu, hay là gia đình ổng vợ con trước đây ổng sao rồi. Rồi ba mẹ ổng làm gì. Đúng và rồi. Ổng tu theo một cái môn phái nào, và thành ra là mình sẽ biết được cái nguyên nhân, thì sau khi lễ này thì sẽ có cái kết quả rồi thì anh em Nam sẽ cập nhật cái thông tin mới cho quý vị khán giả. Đó. Mà cho anh xin tiếp lại chút xíu nữa, như là thí dụ giờ ở đây á là anh em mình á là như là lúc mà vô trong Lợi thì cũng nhiều anh em như là anh em mình không phải là mình muốn làm một cái gì đó, anh em vô cũng có một người nhu một người cương để coi cái phản ứng của ổng như thế nào, như là ổng vẫn giữ nguyên cái lập trường của ổng, là như là ổng không thua bất cứ một người nào, như là anh em mình nói ra như là cái lời phiên của anh em mình á thì cũng dành. Thí dụ bây giờ nếu mà ổng cho rằng là cái đầu ổng thông minh thì như là tất cả anh em mình đây mười mấy người không lẽ không bằng ổng, mà anh em mình thuyết phục là ổng không có mà nói ra được cái gì, cứ theo một cái đường ổng nói suốt, nên là anh em mình cũng khó để khai thác. Mà dù gì thì anh em mình cũng đến đây là để hỗ trợ là cho gia đình, nó gia đình tìm được người thân của mình với một đứa cháu của mình rồi, thì cái đó là cái niềm mong muốn anh em mình cũng như là cô chú anh chị các bạn trong nước cũng như là nước đã quan tâm, nên là anh em mình đã chọn sứ mạng. Còn về cái vấn đề ông Lợi này thì hy vọng gia đình xem được cái clip này thì cái số điện thoại anh em mình luôn luôn cũng phải có trên màn hình, thì có gì cứ liên hệ anh em sẽ hỗ trợ là ra ngoài đó để gặp chỗ ông Lợi cách ly. Và cái lời cuối cùng thì em cũng xin nhắn đến phía bên em gái và gia đình của chị Hiền, thì cũng như là những cái đóng góp ý kiến của khán giả mà đã bình luận với những cái video này, thì và anh em đúc kết lại thì xem là những cái bình luận mà gọi là tiêu rồi là tích cực nhất á, là khuyên chị Hiền là đừng nên gia đình cản chị Hiền, đừng cho chị Hiền ngồi thiền nữa. Nếu mà ngồi thiền tâm không tịnh thì sẽ gọi là nó sẽ rất là nguy hiểm đến chị Hiền. Nói chung là cách cái khoản ngồi thiền luôn. Đúng rồi, xong á là gia đình cũng phải để ý dòm ngó với chị Hiền nhiều hơn, tại vì nếu mà bây giờ một phút mà lơ là thôi là chị Hiền có thể là bỏ trốn để đi tìm ổng, nên là cũng rất là nguy hiểm nữa. Khi bây mà giờ tìm nếu một mà tìm á, nếu mà chị biết chỗ chị tìm á thì là ok, còn không biết chỗ tìm á chị tìm đi chỗ khác nữa là lúc đó là tìm cũng hơi bị khó luôn á, chị ấy bỏ đúng đi không? Lang thang luôn đó, lang thang luôn đó, cũng như đó. Là cái người cơ nhở luôn đó. Nên là cái này anh nhắn với em gái chị Hiền á là nếu mà xem được cái clip này thì cứ chị Hiền á như là cứ
đóng cửa là đi, như là cái thời gian nào cho chỉ thư giãn đó thì cũng có người kè, chứ đừng cho đi mình là rất là nguy hiểm. Và thì giờ anh em mình cũng chia sẻ cũng dài rồi, thì nên là bây giờ thì cũng như là có thì anh em sẽ cập nhật cái thông tin mới cho quý vị khán giả trong sau khi lễ này, thì có cái kết quả bên kia thì sẽ cập nhật về thông tin của ông lại. Rồi bây giờ thì thôi anh em mình kết thúc clip đi. Rồi xin chào cô chú chị bạn.